Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Thiếu Nữ và Con Mắt Trái của nhà văn Trần Thị Diệu Tâm. Thiếu Nữ và Con Mắt Trái là câu chuyện về một người con gái vì thiếu niềm tin vào cuộc đời nên có cái nhìn gay gắt trước mọi việc xung quanh cô, cho đến khi cô mặc khải tình yêu để nhận biết nữ tính dịu dàng bên trong mình. Kính mời quý vị cùng theo dõi Thiếu Nữ và Con Mắt Trái sau đây. Thiếu nữ ấy là bạn tôi. Cô ta có thói quen nhìn cuộc sống và mọi sự việc ở mặt sau của nó. Bởi thế, tính tình cô khó chịu. Bạn bè không ai ưa vì cái tật nói thẳng. Nhưng tôi và thiếu nữ này là đôi bạn thân. À quên, phải thưa trước với bạn đọc. Tôi cũng là thiếu nữ chưa chồng, có người yêu còn ở Việt Nam. Tôi đang chờ giấy tờ để về Việt Nam cưới chàng. Thiếu nữ và tôi nghề nghiệp khác nhau. Cô là y tá trong một bệnh viện lớn ở ngay Paris, phụ trách phòng hồi sinh. Còn tôi đứng bán hàng ở một trung tâm mỹ phẩm và nước hoa danh tiếng tại Champs-Élysées. Có lẽ vì ảnh hưởng nghề nghiệp, tôi ngửi cuộc đời bằng mùi hương hoa, còn tô thêm son, thêm phấn cho đời thêm diễm ảo. Chúng tôi thuê chung một căn nhà. Ban ngày có chuyện gì vui, tối về kể cho nhau nghe. Bữa nay có một ông người Ý mua một lô dầu thơm, 3 chai Dune của Christian Dior nè, 3 chai Coco Chanel, 3 chai Bizan của Rosas, toàn mùi trứ danh. Thiệt ít có người đàn ông nào làm quà tặng vợ hách như vậy. Thiếu nữ cho ý kiến. Mỗi người đàn bà thường chỉ thích dùng có một loại nước hoa thôi. Ông ta mà mua 3 loại nước hoa khác nhau, tức là ông ta có một vợ và 2 bồ. Tôi ngẩn người ra, hình ảnh người đàn ông lịch sự ban sáng bỗng dưng trở nên xấu xí. Thiếu nữ kể chuyện của cô. Còn tôi trong nhà thương tôi sáng nay đó, có một bà tự tử vì ghen, đem vào cấp cứu nhưng đã muộn. Trong túi áo bà có một bức thư tuyệt mệnh, cho biết vì yêu chồng quá, không muốn thấy chồng mình chia sẻ tình yêu cho người khác. Bà ta cũng phải khoảng 60 tuổi là ít. Vậy thì chồng cũng sắp xỉ. Kết luận cho thấy, bất kỳ ở tuổi nào, người ta cũng có thể đổ đốn bồ bịch. Tuần này, chúng tôi nhận được giấy mời đi dự buổi họp mặt của một hội đoàn văn nghệ có vụ diễn ngâm thơ, ca nhạc. Thiếu nữ không thích đám đông. Tôi thì khoái vì có dịp trang điểm, trưng diện. Thiếu nữ nhìn tôi. Coi chừng diện đẹp thế là nguy đấy nhá. Sao lại nguy? Thì trưng diện trải chuốt bóng bầy là ngụ ý muốn quyến rũ. Có người tán tỉnh thêm chấn mệt chứ gì. Tôi chỉnh lại cô bạn. Vui chứ sao mệt. Thiếu nữ chậm rãi. Nè bạn, bạn hãy nhớ bạn còn có một người yêu đang ở Việt Nam đấy nha. Tôi cau có. Đừng có hiểu lầm, tôi luôn luôn chờ đợi ảnh mà. Bực mình, tôi bỏ về phòng của mình, định không đi dự buổi họp mặt. Nhưng thiếu nữ làm lành với tôi ngay, xin lỗi đã nói lên một điều cô cho là đúng. Cả hai chúng tôi đi đến buổi họp. Đám đông gồm những khuôn mặt đã thấy nhiều lần. Có ông đến gần bắt chuyện với thiếu nữ. Có ai lọt vào mắt xanh của cô chưa? Tức thì bạn tôi trả lời. Xin lỗi ông, tôi là người Việt, mắt tôi không xanh. Mắt tôi đen, nên thấy mọi điều đen tối cả. Trên bục diễn, một ông đang phát biểu ý kiến. Thiếu nữ nói, lão này có bệnh mê micro. Tôi suỵt suỵt, bảo nói khẽ chứ.
Một giờ sau, cái micro đổi qua mục hát, mục hò, mục ngâm thơ. Thiếu nữ phê bình. Bạn ơi, tôi chiều bạn đến đây, chứ tôi ngán quá rồi. Những bài hát ấy, những bài thơ ấy, những lời phát biểu ấy, tôi đã nghe quá nhiều. Thế giới văn học của bạn đầy sáo ngữ và rỗng tuếch. Ôi, những trí thức đầy mình như thế mà không sáng tạo ra nổi một điều gì mới mẻ trong mấy chục năm qua. Thì tại đời sống nơi đây không có thời giờ cho phép họ suy nghĩ, sáng tạo. Thiếu nữ mỉm cười. Sống phẻ phẫn thế kia thì tâm hồn mục rửa cả rồi. Đi vay mượn nỗi khổ của kẻ khác để làm văn chương, trong khi muốn trở thành một nhà văn đích thực, phải đòi đoạn trên chính nỗi đau thương của lòng mình. Mấy ông bà đứng cạnh nhăn nhó nhìn thiếu nữ. Tôi ngượng quá, lôi thiếu nữ ra về. Nè, bạn ơi, điên vừa chứ nha. Thiếu nữ nhìn tôi, mặt buồn. Cứ suy nghĩ khác đám đông là họ cho mình điên. Một hôm, cô trở về nhà, mặt mày thờ thẫn. Thiếu nữ cho biết. Tôi vừa mới hồi sinh một người đàn ông suýt chết vì tự tử. Vậy à, vậy thì bạn nên mừng đã cứu được một mạng người. Hãy săn sóc ông ta. Thiếu nữ lắc đầu. Nếu không vì cái lương tâm nhân đạo mà người ta bày đặt ra, tôi cho họ chết luôn cho được việc. Tỉnh dậy, ông ta la hét om sòm khi mình biết mình còn sống, làm như tôi phải chịu trách nhiệm về việc đó. Lần đầu tiên, tôi thấy thiếu nữ băn khoăn vì đã cứu sống được một đời người. Đời sống chúng tôi cứ trải qua những buổi trò chuyện như thế. Tôi nói với thiếu nữ. Bạn à, tụi mình sống nhưng thấy thiếu thiếu một cái gì ha? Thiếu nữ cười. Thiếu đàn ông chứ gì? Hãy sống như chẳng bao giờ có đàn ông trên đời, được không? Tôi nói, nhưng mà Thượng Đế sinh ra đàn ông trước khi sinh ra đàn bà. Thiếu nữ được dịp, thuyết một hơi dài. Ai bảo thế? Thánh Kinh hả? Kẻ hậu sinh giải thích Thánh Kinh theo ý muốn của họ cho hợp thời thôi. Tôi chỉ biết cười trừ, hỏi lại cô. Vậy bạn không tin gì sao? Một buổi chiều thứ bảy, tôi đang dọn dẹp quần áo trong tủ. Thiếu nữ chạy qua. Ê, bạn ơi, qua đây nhờ chút việc. Gì vậy? Bạn chọn giùm tôi bộ quần áo nào bạn thích nhất nhé. Đi đâu đây? Để tôi mặc đi ăn tối nay. Chuyện lạ, lần đầu tiên thiếu nữ chú ý cách ăn mặc. Tủ áo của cô toàn những màu tối đen. Tôi chọn một bộ vest và jeep màu xanh đậm cho cô mượn cái áo sơ mi bằng lụa hồng mới mua. Tôi chưa mặc. Cho cô mượn thêm đôi bông tai vàng ống ả. Sau khi thay đổi quần áo và mang hoa tai vào, trông thiếu nữ lạ hẳn đi. Trong gương hiện ra một thiếu nữ mặn mà duyên dáng. Tôi đề nghị phớt lên đôi má nàng một chút phấn hồng. Thiếu nữ đưa tay sờ vào gương như muốn tìm xem đấy có phải là thân xác thật của mình hay không. Tôi vui vui trong lòng và nói, đó là hình ảnh con người thật của bạn đó. Không phải là ảnh ảo đâu. Tôi chải lại mái tóc cho cô, sức nhẹ một chút nước hoa của nhà Jean Patou. Thiếu nữ sợ hãi, né tránh mùi hương giả tạo. Cô nói, ấy chết, tôi muốn đến với chàng bằng bộ mặt thật của mình. Lòng tôi bừng bừng rung động. Ủa, bạn có một người đàn ông rồi hả? Ai vậy nè? Do dự một lát, thiếu nữ cầm tay tôi. Đó là người đàn ông mà tôi đã phạm tội cứu sống anh ta. Thank you.
Những ngày sau đấy, tính tình cô đổi thay, dịu dàng và tươi mát. Môi luôn luôn sẵn sàng nụ cười, nói những câu nghe dễ chịu. Cái tâm đạo chìm sâu dưới đáy lòng cô nay thoát hiện, bắt đầu bén rễ trên mảnh đất bụi bặm này. Bởi vì thiếu nữ đã yêu. Thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Thiếu Nữ và Con Mắt Trái của nhà văn Trần Thị Diệu Tâm với phần tuyển chọn nhạc đệm do Lê Thanh Hùng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.